Vâng, các bác ơi, đây cái thành quả mà anh em chúng em đi bẫy được đôi chim này, rất chi nó khôn, đánh phải chờ 20 phút thì mới được một con. Sau đây thì em cũng xin bắt cái con chim này ra. Đây là cái lụp đánh bằng mồi ăn, đánh cả trên cây và dưới đất, rất chi là tiện lợi cho anh em đi đánh ở tất cả mọi địa hình. Chim có khôn đến mấy thì cũng vẫn phải được. Đây, các bác có thể thấy. Còn bên em thì đánh hai cái lụp mồm. Đây là một cái lụp một mặt và đây là cái lụp hai mặt. Nhưng mà địa hình thì nó cũng không được rộng rãi lắm thì em đánh một mặt thôi. Còn đây là con chim mồi, em dùng loa em đánh. Còn các bác theo dõi em đánh ở những cái video khác nhé, những cái kèo sau. Chào toàn thể các bác.